Trong 3 ngày được huấn luyện viên Park Hang-seo cho xả trại, Hoàng Đức về Hải Dương thăm gia đình. Đáng chú ý, cầu thủ sinh năm 1998 đưa bạn gái Gia Hân cùng về thăm bố mẹ. Trên story Instagram, bạn gái Hoàng Đức chia sẻ những video thể hiện sự hào hứng khi đã lâu mới được về thăm quê người yêu. Trong bữa cơm trưa đầu tiên tại nhà, Hoàng Đức và bạn gái được bố mẹ chiêu đãi nhiều món ăn ngon. Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi cách đây ít ngày, mẹ Hoàng Đức cho biết mỗi khi con về, ông Luyện, bố của Đức lại nấu một nồi ốc lớn. Em thì về thì trong mâm cơm lúc nào cũng có trứng chả, trứng ốp. Đấy, là cái điều lúc nào về cô chú cũng thế, mấy chú rất chăm. Mỗi khi em về là phải một bữa ốc nhồi là chú hấp lên cho em ăn này. Rồi mua sườn làm chua ngọt mới trứng trắng còn ngoài ra ăn thêm cái gì ăn. Còn nước uống thì em chỉ uống nước cục Pepsi rất về cho em uống chứ em không uống cái gì. Gia Hân trước đây đã từng về thăm nhà Hoàng Đức một lần. Bố mẹ cầu thủ cũng biết chuyện tình cảm của con trai và ủng hộ con hoàn toàn cho việc lựa chọn bạn đời. Theo cô Hoàng Thị Thoa, Đức từng tâm sự với mẹ, sau này muốn tìm một cô con dâu có thể ở bên chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ, bù đắp cho những ngày mà Đức phải thi đấu xa nhà. Đức ơi, mai kia con phải lấy vợ ấy, giờ con chưa biết cắm cơm. Thì mai kia con lấy vợ, nó bảo là mai kia con sẽ lấy vợ để chăm bố mẹ mà thôi. Mẹ chỉ mong là chăm gia đình con thôi. Em từ đi từ bé luôn, em chưa biết cắm cơm có biết. Về nhà bây giờ các cái nhà cười, cả nhà cười. Em không biết làm gì. Cô chỉ mong là em sau này mà em Đức mà lấy vợ là tìm một người phải nói là biết thông cảm với nghề cho chồng và ngoan ở nhà, ví dụ là chăm lo gia đình rồi con cái để cho Đức rất là yên tâm để kinh theo nghề. Cũng để báo đáp đấng sinh thành, Hoàng Đức vừa giúp bố mẹ xây xong căn nhà mới khang trang. Tổng chi phí không được tiết lộ nhưng mẹ Đức cho biết cầu thủ này đóng góp tới hơn 80%. Căn nhà là món quà Đức muốn dành cho bố mẹ sau quãng thời gian tích cóp khi thi đấu bóng đá.